Đèn đã được thắp rồi các bạn nhé. Giáo sư Khánh. Bây giờ thì sẽ đâm lên các bạn nhé. Bây giờ là sáu đèn đã được gắn lên rồi các bạn nha. Tua thêm, tua vô, rất ngầu. Tua vô đi. Đi zoom ra. Xuống cả rồi các bạn nhé. Trong vẫn cao hơn rồi này. Tận luôn. Tận luôn. Hắn là không hẹ rồi tận luôn. Léo nhở. Tận luôn, tận luôn. Như nó muốn cởi bỏ. Thấy gà nó mới cho khải. Túm lấy tay gãi đó chứ. Hôm nay không có sáu bò đấy, thả sáu bò đấy. Hôm nọ thả sáu bò đó là đặng bái đi. Bây giờ thì bảo bánh Khánh bảo là phải cầm xuống để lắp đèn các bạn nhé. Và tương đối là ác chiến, tương đối là khó khăn các bạn nhé. Nặng quá đây. Và các cái thanh niên đây là đều tham gia để hạ diều xuống để lắp đèn này. Mà không biết lắp có nổi không. 5 thanh niên với mình là 6 các bạn nhé. Đèn đã được đưa vào cố lắm để chuẩn bị đưa đi diều. Mấy thanh niên đang cầm. Cánh về phía đông thì có gắm vào cái khoai tây của bà con nông dân. Này. Dạ. Tận đúng không? Hắn là không hẹ rồi tận luôn. Léo nhở. Tận luôn, tận luôn. Tận luôn. Ơi ơi. Không ơi mà. Ôi giời, mệt luôn các bạn nhé. Bây giờ lắp đèn các bạn nhé. Ok, đèn đã được thắp rồi các bạn nhé. Giáo sư Khánh. Bây giờ thì sẽ đâm lên các bạn nhé. Bây giờ là sáu đèn đã được gắn lên rồi các bạn nha. Tua thêm, tua vô, rất ngầu. Tua vô đi. Đi zoom ra. Cả lá.
diều hết gió tự xuống các bạn đây. Con này là đang nằm ở dưới trên các bạn. Con mình thì nằm ở chưa dưới chưa. Nên là nên xuống luôn đang nằm dưới đây các bạn. Nó lào từ trên cao xuống không biết có bị gì không các bạn. Đang nằm đây các bạn. Đấy. Mình có hỏng sao các bạn này. Ôi đèn nằm dài. Ôi. Cái gì nhỉ? Mai không được gì các bạn ạ. Dây nó lại. Mai là diều không có gì. Diều không có gì cả. Không có gì hết. Mai các bạn, mai. Mai không có gì các bạn ạ. Mình xin dừng video để mình đưa nó về các bạn nhé. Đang xuống các bạn nhé. Đấy, ngon chưa? Rồi, an toàn rồi các bạn nhé. Ui, chà, cái này cao hơn. Đấy các bạn nhé. Diều đã xuống hết. Dưới trên thì vẫn còn, nhưng mà dưới thì bị ngắt. Đấy, con của bác Dụng thì là vẫn đổ được nhé. Nhưng mà nó kéo xuống. Còn mình thì là hơi bị gió dưới nên là lại không xuống luôn. Đây, mà mai không có gì, sáo không có gì nhá. Cắm phát chứ mà không có gì. Vẫn cắm à? Vẫn cắm chứ không thế. Cắm đét cắm luôn. Cắm đét xuống vậy? Con này cắm cắm nó hiểu. Rồi, xin chào anh em nhá. À, hả? Tí cái video gửi vào trong đây. Ừ. Toạc okay. Chào anh em đi anh em. Chào anh em nha. Chào liều nãy thôi. Chào liều nãy thôi. Kết thúc video các bạn nha. Đéo đó anh em. Chào buổi tối. Tối rất là như phố ấy.